Chào các bạn, một buổi sáng này rất là tuyệt vời. Mình tên là Nguyễn Thái Duy và hiện tại mình là giám đốc trung tâm đào tạo vườn ươm nhân dân Bidrinin. Nó cũng đã được cho tới nay mình thành lập cũng được 8 năm rồi, và mình cũng là tác giả cái quyển sách là Vượt Biển Lớn. Chút xíu mình sẽ cho các bạn xem cái chữ Bidrinin, mình cho các bạn thấy cái chữ Bidrinin vườn ươm doanh nhân 8 năm mình thành lập năm 2019. Thì buổi sáng hôm nay mình mong muốn các bạn giao lưu với một bạn gái còn rất là trẻ, rất là xinh đẹp. Bạn đến từ Đắk Lắk, quê nhà bạn là Đắk Lắk, và bạn có một cái tên cũng rất là đơn giản gọn thôi là Nguyễn Thị Linh. Trước đây mới 1-2 năm trước thôi, bạn đang là sinh viên, và từ một cái cơ duyên nên bạn mới quyết định bạn ra bạn khởi nghiệp và sở hữu thương hiệu mỹ phẩm là Licoa. Hiện tại thì đang phát triển thị trường khá tốt. Vậy thì bạn Linh, em có thể chia sẻ cho mọi người biết cái câu chuyện của em. Dạ. Là trước đây em làm cái gì và cái điều gì nó dẫn dắt em tới cái giai đoạn mà em quyết định em ra em khởi nghiệp, trong khi rất là nhiều người họ có rất là nhiều điều kiện, họ được học hành rất là đàng hoàng, ra trường đi làm rất là nhiều năm, tuy nhiên cái con đường khởi nghiệp của họ, họ chỉ nằm trong ước muốn thôi, nó rất là xa rồi và họ vẫn chưa dám ra khởi nghiệp được. Dạ. Em có thể chia sẻ cho các bạn biết ạ. Dạ, chào thầy, chào mọi người. Mình là Nguyễn Thị Linh, hiện là chủ sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Licoway. Thì cũng gọi là may mắn thôi, tại vì mình sinh ra trong gia đình cũng rất là nghèo. Mà mình đang học năm 2 thì mình cũng có đi làm thêm một số việc. Thì mình mới ngộ ra là khi mà tốt nghiệp mình mà có đi dạy thêm 10 năm nữa thì doanh số hoặc là số tiền mình kiếm được á thì cũng có đủ ăn thôi. Tại vì bốn người chị của mình đã đi lấy chồng rồi. Thật sự là cuộc sống bây giờ cũng nói chung cũng có gặp rất là nhiều khó khăn. Thì mình là út, mình không muốn gia đình mình phải cứ sống kiểu khó khăn như vậy. Thì mình đã có một quyết định, một là mình sẽ nghèo luôn, hai là mình sẽ giàu. Thì lúc đó mình cũng quyết tâm là mình nghỉ ngang, nghỉ học luôn và mình đi ra kinh doanh. Thì mới đầu mình cũng lên Sài Gòn thôi. Mình lên Sài Gòn mình cũng chưa định hình là mình làm gì, mình chỉ biết là mình rất là thích tạo ra một cái sản phẩm gì đó thật để làm đẹp cho phụ nữ, tại vì ở dưới quê người ta là sinh xong mà rất là xấu, nói chung là phụ nữ của mình rất là thiệt thòi. Thì mình cũng xin vào làm ở trong một cái tiệm, đó là tiệm spa chăm sóc da. Thì thật sự là vô đó là mình cũng không có tiền đâu, tại vì sinh viên mình cũng rất là nghèo rồi. Thì họ nói là cần 3 triệu để học nghề, thì mình lúc đó chẳng có tiền nữa, có một cái chứng minh nhân dân với lại một cái điện thoại của bác thôi. Thì mình cũng cầm luôn và mình học. Thì mình làm một thời gian á, mình thấy ủa sao mình tự nhiên mình nghỉ học đại học rồi, tại sao mình lại qua mình đi làm công nữa. Thì lúc đó mình quyết định là mình ra kinh doanh riêng. Thì cũng là nghĩ sao thì mình làm vậy thôi. Thì mình có ra ngoài kinh doanh riêng, thì mình có mở cái văn phòng, nói thì kiểu như oi cơ văn phòng vậy thôi. Thật sự là mình làm chung với lại mấy người bạn của mình, là làm trong một cái phòng trọ rất là nhỏ tí như vậy á, ở thuê ở Sài Gòn á, có triệu mấy một tháng à. Thì mình cũng cùng mấy người bạn á, sáng nào cũng 4-5 giờ sáng dậy và cùng nhau nấu cơm, ai order á, thì mình đi giao. Thì rất là khổ, thậm chí là làm càng lỗ như vậy á. Sau một thời gian sau là mình mình cảm nhận được cái gì đó rất là sai ấy, là càng làm càng lỗ và không có quy trình gì hết. Thì trong một tình cờ thì có một cái lớp mà làm cho mình thay đổi cả tư duy và cách làm của mình, đó là nhờ lớp đi training này đó. Mình thấy một lớp học miễn phí thì mình mới đăng ký mình đi học thử thôi. Thì khi mà bất ngờ khi mà mình lên mình học thử, cái kiểu như là mình cũng không có tên đâu, nhưng mà từ khi thầy Nguyễn Thế Duy chia sẻ thì thầy cuộc đời của thầy, mình cảm thấy là ủa sao thầy nói chứ kiểu gì mà kiểu ý như là nói chính bản thân mình vậy á. Thì từ khi mình học, mình cũng lúc mà thầy có những khóa nâng cao á thì mình cũng đăng ký mình học luôn đó. Thì sau khi mình học xong khóa đó thì mình cảm thấy là à đúng rồi, kinh doanh thì phải có công thức hết. Những người thành công hầu như họ có công thức riêng, do mình không biết và mình không có quy trình á, mình cứ làm xà quần. Và mình quyết định sau khi nhờ những kiến thức của thầy á, là mình cũng mới ngộ ra muốn có tiền thì phải bán, mà muốn bán thì sẽ có tiền như vậy á. Thì mình bắt đầu mình học xong mình ra, mình cũng không còn ngàn nào nữa. Thì tình cờ các bạn mình ở dưới La Vung á, ở dưới có đặt sẵn nem La Vung Đồng Tháp, chắc mọi người ai ở dưới La Vung thì đều biết. Thì lúc đó là mình cứ nghe lời thầy, lấy sản phẩm đó và đi bán.
Thì thật sự là mình chỉ lúc đó mình đi bán dạo thôi. Lúc đó mình cầm cái nem mà mình đi bán dạo ở ngoài đường á, nói chung mấy bạn cứ tưởng tượng mấy người bán vé số thì sao á, thì mình bán vậy thôi. Thì nhiều lúc mình bán một ngày mình kiếm được mấy trăm ngàn, mình thấy cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng nhiều lúc á, mình đi bán, mình gặp mấy người bạn của mình á, họ có nói là sao mà phải đi bán dạo, sao mà nhìn thấy sao mà thảm vậy, sao mà một người con gái mới lớn mà xong kiếm việc gì khác làm, sao mày nghỉ đại học mà mày lại đi bán dạo, nhìn mày như đứa ăn mày vậy. Nói chung là mình rất là ngại ngào. Còn có những anh chị đang ngồi nhậu mà thấy mình bán như kiểu bán vé số vậy á, anh chị nói là em có cần giúp đỡ gì không, hoặc là có nhiều người còn rất là khinh thường. Thật sự là mình rất lúc đó mình cảm thấy mình rất là buồn và mình khóc luôn. Mình có ra ngồi, mình ghế đá mình ngồi, mình ướt nước mắt và mình thật sự mình khóc rất là nhiều. Sau nhưng mà mình mới nghĩ ra à, ủa mình đi bán dạo để mình tự lo cho cuộc sống của mình tự kiếm ăn, và ngoài ra mình đang rất là khao khát tạo ra một cái sản phẩm và một công ty riêng. Thì sau một hồi mình đã đạt được một số tiền để mình đi học những cái lớp nâng cao của thầy, thì mình mới ngộ ra à, cái gì cũng có công thức hết. Thì sau khi mình học xong khóa những khóa nâng cao á, thì mình mới thấy à, bán nem chỉ là lấy ngắn nuôi dài thôi, thật sự là mình phải ra một cái gì đó, thành một công ty. Thì sau khi mình đi với thầy được một thời gian á, thì thầy đã dẫn dắt mình và vừa kết hợp vừa bán nem và vừa kết hợp ra mỹ phẩm. Thì sau khoảng 6 tháng thì mình đã đi với thầy được thời gian và có được những cái nỗ lực và những cái kết quả nhất định. Cảm ơn bạn Linh rất là nhiều. Vừa rồi các bạn thấy, bạn nghe cái câu chuyện của bạn Linh chưa? Vậy thì ra khởi nghiệp nó không phụ thuộc vào độ tuổi. Có những người 40 tuổi muốn ra khởi nghiệp vẫn cứ loay hoay. Có người làm kinh nghiệm, đi làm công kinh nghiệm cũng 10 năm rồi vẫn cứ loay hoay. Nhưng mà có những bạn mới là sinh viên thôi, trong tay không có đồng nào, họ vẫn ra làm được. Vậy em làm thế nào mà từ một người không có tiền em tạo ra dòng tiền như thế nào để vừa nuôi sống bản thân mình mà vừa có thể ra làm cái ra được cái sản phẩm mỹ phẩm được? Em có thể kể sơ về cái chiến lược và cách đi của em nó rõ ràng hơn một chút xíu được không ạ? Chiến lược của mình thì cũng nhờ nhờ thầy Nguyễn Thế Duy mà tại não cho mình luôn. Có nghĩa là mình vẽ ra hai kế hoạch, một kế hoạch dài hạn và một kế hoạch ngắn hạn. Kế hoạch ngắn hạn thì mình phải đảm bảo sao là trong buổi tối đó, thì mình chia ra là buổi tối đó mình dành 4 tiếng để đi bán dạo. Và mỗi hầu như là mình dành 4 tiếng đó là một tối có mình kiếm được 600 700 đó là một mình bán. Sau này mình biết được thầy Duy phải kêu là mình bán được, tại sao mình không rủ thêm nhiều người, thì mình có rủ thêm một cái như là một cái nó hệ thống rất là to, một nhóm người bán cho mình luôn. Thì có buổi tối thì mình bán được 2 triệu 3 triệu, đó là chuyện rất là bình thường. Và ban ngày mình phải có một cái kế hoạch rõ ràng là từ 6 giờ là mình đã dậy rồi, tập thể dục này nọ xong rồi đó, 6 giờ rồi mình làm từng bước để cho hoàn thiện cái công ty. Đó là mình phải ra kinh doanh, mình phải có kế hoạch rõ ràng và đi từng bước một. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Cái cách của bạn Linh đó là bạn dành một ngày khoảng 12 đến 14 tiếng đồng hồ cho một cái hành trình dài của mình. Tuy nhiên trong khoảng thời gian 12 đến 14 tiếng mỗi ngày á, bạn chia ra 4 tiếng đồng hồ buổi tối để bạn đi kiếm tiền sống. Cái đó bạn gọi là cái từ là kế hoạch ngắn hạn. Và còn lại 8 đến 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày là mình dành cho việc dài hạn, đó là mình ra mình thành lập một cái công ty mỹ phẩm. Các bạn biết là để làm một công ty mỹ phẩm nó có rất là nhiều yếu tố, là sản phẩm ở đâu, ra thương hiệu như thế nào, bao bì đóng gói như thế nào, rồi test thị trường, rất là nhiều yếu tố. Vậy thì cho tới nay thì bạn Linh đã ra ngô ra khoai, đã có được hệ thống đại lý, đã có được sản phẩm, thì chắc chắn bạn Linh hình dung như là chắc chắn giờ này có rất là nhiều bạn đang xem trên online, đang trên xin YouTube, trên Facebook, cái đoạn này sẽ được lên đưa lên YouTube. Vậy thì có một khách hàng, ví dụ đi, một khách hàng mà họ ở Gia Lai mà họ muốn mua sản phẩm của bạn thì họ phải làm sao? À, cái này là cũng khá là đơn giản thôi, tại vì mình đã có rất là nhiều chi nhánh và những người đã lấy hàng của mình ở trên đó rồi, nên mấy bạn cứ lên mạng và mua sản phẩm
lấy sản phẩm của mình thì mình sẽ gửi địa chỉ và mình sẽ nhờ mấy cái bạn Gia Lai đó phải gửi lên nhà bạn một cách nhanh nhất. Họ lên mạng, họ liên hệ bạn như thế nào? Họ lên Google, họ search Nguyễn Thị Linh. Dạ đúng rồi, có rất là nhiều kênh mà có thể liên hệ với mình, đó là cái kênh là bí kíp trắng da.com, lycomi.com hoặc là nguyễnthilinh.com. Hoặc là bạn có thể cho số điện thoại để cho mọi người có thể là ép Zalo của bạn được không? Dạ, mình xài Zalo với Facebook thì mọi người kết nối với mình là 0901 649 839. Trường hợp một người mà bây giờ họ đang xem online nó như vậy nè, mà họ muốn muốn làm kinh doanh cùng bạn, họ muốn lấy sản phẩm của bạn về phân phối ở cái khu vực đó, ví dụ như là một người ở An Giang lên đang xem thấy này và thấy cái mỹ phẩm của bạn, thấy câu chuyện của bạn rất là hay và họ muốn làm cộng tác viên cho bạn, thì cái thường tự từng bước họ phải liên hệ và điều kiện để làm cộng tác viên là như thế nào? Thật ra điều kiện làm cộng tác viên của mình á thì cũng rất là đơn giản thôi, tại vì mình bắt đầu từ con số 0, mình không có yêu cầu gì hết, chỉ cần mấy bạn thật sự là nghiêm túc và máu lửa, còn lại thì bên mình đã có bài bản xong hết rồi, các bạn chỉ cần liên hệ với mình và cảm thấy mình phù hợp, muốn cùng nhau giúp đỡ nhau phát triển á, là mình sẽ cho vào một cái nhóm và mình sẽ làm việc trực tiếp, và ngoài ra còn có một cái nhóm để hỗ trợ mấy bạn từng cái bước cơ bản nhất để làm sao bán được một sản phẩm và làm sao bán được 100 sản phẩm. Ai có thể là làm cộng tác viên cho bạn, ví dụ là sinh viên đang đi học có thể làm cộng tác viên cho bạn được không, hoặc là một người nhân viên văn phòng họ đi làm việc khoảng 3 4 5 năm rồi, họ muốn có công việc làm thêm bán cho những cái người bạn thân của mình, hoặc là bà mẹ sinh con ở nhà gọi là bà mẹ bỉm sữa đó, thì có thể là làm cộng tác viên kinh doanh với bạn được không? Bạn có thể chia sẻ cho mọi người Thì cùng biết. cũng như là cái câu trả lời vừa rồi á, là bất kỳ ai cũng được hết. Mình bây giờ mình không có phân biệt tuổi tác, là bên mình cái hệ thống bên mình đó là những đại lý cộng tác viên là vừa có sinh viên, có người cả 16 tuổi và vừa có bà mẹ bỉm sữa, nói chung là không có nhan sắc gì hết, nói chung là họ mới sinh con xong và họ ở nhà và họ muốn khao khát kiếm được tiền mà họ không biết cách đó, thì bên mình thì vẫn làm việc với họ và bây giờ doanh số họ bán cũng rất là tốt rồi, nên sinh viên, bà mẹ bỉm sữa hoặc là thậm chí là nam bên mình bán cũng rất là tốt. Quan trọng là ở con người bạn, cái tư duy của bạn là bạn quyết tâm thì bên mình sẽ hỗ trợ hết sức, ai cũng được miễn sao quyết tâm tập trung là được. Vâng, vậy thì bây giờ cái câu hỏi rằng là bạn thấy ra kinh doanh á, chúng ta cứ cần phải có nhiều tiền, chúng ta phải chờ phải có nhiều tiền để chúng ta mới ra kinh doanh được không, hay là chúng ta phải chờ phải bán nhà bán cửa rất là nhiều người, hoặc là chờ đi vay ngân hàng vài trăm triệu mới kinh doanh được 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 không? Trường hợp mà chúng ta không có những khoản tiền nói vay, chúng ta chỉ có một ít tiền thôi, vài ba triệu trong túi, thì chúng ta có thể ra kinh doanh được không theo cái kinh nghiệm của em? Theo kinh nghiệm của mình á thì mình nói chung là cái này là rất là nhiều người hỏi rồi nên mình cảm thấy câu hỏi này rất là vui, tại vì nhiều người có tư duy là phải nhiều tiền mới ra kinh doanh được. Mình nói thật nha, nếu mà nhiều tiền mà mới ra kinh doanh được chỉ có phá tiền thôi chứ không có làm ra tiền, tại vì là khi mà có họ có tiền nhưng mà họ chưa có kinh nghiệm, hầu như họ toàn là dùng những cái cách gì để tiêu tiền thôi chứ không có kiếm được tiền, ví dụ như là lập nhập lô hàng về một đống hoặc là mở văn phòng về rất là nhiều. Nhưng mà mình thấy những cái người đàn anh của mình á làm như vậy rất là nhiều, nhưng mà khi mà bán hàng thì họ không biết bán, cứ kéo dài khoảng 4 5 tháng là họ bắt đầu là họ không có đủ tiền để họ chi trả và họ đốt hết tiền và họ lại bắt đầu được từ con số 0. Thì như mình nói, mình cũng xuất phát từ con số 0 là đi bán dạo và từ đó là kiếm được doanh số cũng khoảng 100 triệu, và sau đó mình đi đầu tư là mình đi học thuận khóa nâng cao của thầy á, và vừa kết hợp là vừa bây giờ mình vẫn còn đi bán và kết hợp làm mỹ phẩm. Thì quan điểm của mình đó quan trọng là cái lòng quyết tâm và phải có một người thầy dẫn dắt, còn tiền hay không thì cũng không không quan trọng bằng phải có một người thầy dẫn dắt và cái lòng quyết tâm, phải tin vào bản thân của mình. Rồi, các bạn thôi ạ, một cái cô bé năm nay mới có 22 tuổi thôi, bắt đầu ra khởi nghiệp năm 21 tuổi, năm nay bạn đã 22 tuổi rồi, thấm thoát bạn đã có cũng cả năm kinh nghiệm rồi. Vậy thì bạn đã có thu những thành quả bước đầu rồi. Và cái điều này nó sẽ khích lệ cho các bạn rất là nhiều. Đây là những cái câu chuyện rất là tuyệt vời. Bạn có thể là liên hệ với hôm sau thì sẽ có những cái đoạn video tiếp theo. Tuy nhiên bây giờ các bạn muốn thêm nhiều thông tin nữa, bạn muốn tương tác với bạn Linh thì bạn lên trên Google bạn search Nguyễn Thị Linh.com, hoặc là bạn lên Facebook, hồi nãy bạn có số điện thoại nào đó, bạn lên bạn search Facebook, search Zalo để chúng ta tương tác, chúng ta làm việc với nhau.
Hoặc là các bạn có thể là đăng ký vào cái đoạn YouTube này, các bạn bấm vào nút đăng ký, các bạn lên Facebook, các bạn search Nguyễn Thái Duy, và các bạn có thể tương tác với mình có thể chia sẻ cho các bạn thêm về những cái câu chuyện, rất là nhiều câu chuyện khởi nghiệp rất là hay. Thời đại này là cái thời đại mà chúng ta phải ra, chúng ta khởi nghiệp, làm chủ doanh nghiệp riêng. Đơn giản, chúng ta không thể làm công cả đời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và mong sẽ gặp các bạn ở những đoạn video tiếp theo.